khoảng 2-3 giờ ngày 30 Tết, thì cho khoảng 1 tiếng nữa chúng ta sẽ đón cái giao thừa năm 2018. Và mình đang đi đường đi lên bờ hồ để xem mọi người đón Tết xem pháo hoa ở bờ hồ như nào. Rồi ok, bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc hành trình. Bây giờ như mà mía đã được chuẩn bị rất là nhiều, kín đầy phố luôn này, tán mía này để chuẩn bị bán lộc cho khoảng lúc giao thừa cho mọi người lấy may. Mía bóng rất nhiều luôn. Phố bây giờ chỉ có bóng bay mía, và tí nữa khoảng 12 giờ thì có sẽ rất nhiều người bán muối nữa. Rồi mình đang có mặt ở công viên Thống Nhất, giờ chúng ta sẽ đi ra cái điểm xanh xanh đỏ đỏ kia. Điểm này có vẻ rất là vui luôn. Dòng đường này. Số D30 rồi, có rất nhiều quất ở đây. Cho đi đi. Đây cái quất sát giờ giao thừa. Đấy, mọi người đã bắt đầu cúng giao thừa rồi này. Rất nhiều cúng ngựa mũ các thứ cho quan thần linh. Dòng ngựa đi lên bờ hồ thì vẫn đông, mà những người nhà cúng thì vẫn cứ cúng rồi. Đây là một cái bát cái mâm cúng truyền thống ở Hà Nội. Chọn đi bộ lên bờ hồ này. Mặc dù gần giao thừa rồi mà đường tắc thì vẫn cứ tắc. Giao thừa đường thì vẫn tắc, mâm cúng thì vẫn đang được một nửa rồi. Bây giờ hơn 12 giờ kém 15 rồi. Hôm nay chen vào cái gì đây? Là những người mới người luôn. Từ mỗi đèn đẹp nhưng mà người thì quá đông.
dịch vụ bán lộc, bán cả nhiều bạn trẻ đi bán lộc như này. Đây là cái công việc mà sau khi cúng xong rồi mọi người sẽ hóa vàng này. Cái việc cuối cùng của ngày sau khi cúng giao thừa. Tôi thắc mắc là tại sao không vào được đền trong sáng ngày 1, tức là chúng ta vừa trải qua cái giao thừa, tức là đến giao thừa rồi. Bao giờ đền chỉ mở cửa cho những bác điểm xanh vào thôi. Điều khiến rất nhiều người dân họ thắc mắc về điều này. Thì nhiều ý kiến cho rằng là cái việc mà vào, việc khóa cổng tại vì sợ quá nhiều người vào sẽ dẫn đến là mất lộn xộn trong đền. Thì có thể mọi người sẽ quay lại vào sáng hôm sau. Nên nhiều người chọn chức là bái vọng từ ngoài vào như này. Nó phô thì cũng bán rất là nhiều lọc này. Người bán thì lấy may và người mua thì lấy hên. Như vậy chỉ trong cái đêm 30 thì lên kem thủy tạ đã bán gần hết hơn 10 cái tủ kem như này. Họ đang tiến hành niêm phong lại để ra Tết bán tiếp. Tiêu thụ của lượng kem kinh dị. Đấy, có kem nữa, các bạn lựa chọn có thể mua chữ lọc về cũng được. Đây là cánh lọc từ Starbucks. Xin được để bảo vệ cho vặt thoải mái rồi. Ok, như vậy có một cái lọc để mang về, gọi là một chút lọc xuân, gọi là một chút may mắn mang về cho gia đình. Cái này rất là tươi luôn, cũng chả biết cây gì, cây xanh xanh cầm về xin thôi. Ok, bây giờ thì cũng gần 2 giờ rồi, thì có lẽ là mình lần đầu tiên là xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và thật thành công. Xin chào và gặp lại trong các video sắp tới. Xin cảm ơn rất là nhiều.